Xin chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 3 trong 169 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài số 3 của chúng ta như sau: tìm đạo hàm của các hàm số sau. Bây giờ thì khi mà làm mỗi một câu ấy thì thầy sẽ chép đề ra cho các em và chúng mình cùng giải. Câu A: y bằng 5 sin x trừ 3 cos x. Lần lượt đạo hàm của y bằng 5 sin x trừ 3 cos x. Thì ở bài này thì ta sẽ sử dụng phương pháp đó là các công thức đạo hàm lượng giác. Đó là sin đạo hàm của sin x thì bằng cos x, đạo hàm của cos x thì bằng trừ sin x. Như vậy ta có 5 cos x trừ 3 nhân trừ sin x trừ trừ thành cộng 3 sin x. Câu B: y bằng sin x cộng cos x trên sin x trừ cos x. Bây giờ ta sẽ đi tính đạo hàm. Đây cũng là đạo hàm của sin x và cos x. Ngoài ra ta còn cần chú ý đến đây là đạo hàm thương u trên v bằng u phẩy v trừ v phẩy u trên v bình. Như vậy ta được mẫu số bình. Tử số ta được đạo hàm của sin x cộng cos x thì bằng cos x trừ sin x nhân mẫu số sin x trừ cos x trừ đi đạo hàm của mẫu số là cos x trừ sin x. Cos x trừ đạo hàm của cos x thì là trừ sin x. Trừ sin x thêm dấu trừ phía trước là cộng sin x nhân với tử sin x cộng cos x. Ta khai triển ra ta được cos x sin x trừ cos bình x trừ sin bình x, mà cos bình x cộng sin bình x là bằng 1. Nên ta có trừ 1 trừ sin x nhân với trừ cos x thành cộng sin x cos x, với cả cộng sin x cos x ở đây thành 2 cos x sin x trừ. Ở đây ta có cos x nhân với sin x cộng với sin x nhân cos x là 2 sin x cos x. Cos x nhân cos x là cos bình x, sin x nhân sin x là sin bình x cộng cos bình x bằng bằng 1. Ta rút gọn đi. 2 cos x sin x trừ 2 sin x cos x bằng 0. Trừ 1 trừ 1 là bằng trừ 2 trên sin x trừ cos x bình. Câu C: y bằng x nhân cô tan x phương pháp của ta đó là sử dụng công thức đạo hàm của cô tan x bằng trừ 1 trên sin bình x và đạo hàm của tích u nhân v sẽ bằng u phẩy v cộng v phẩy u. Như vậy ta được
U phẩy V tức là ta được đạo hàm của x bằng 1 nhân với cotan x cộng với V phẩy U tức là đạo hàm của cotan x nhân với x. Đạo hàm của cotan x thì bằng trừ 1 trên sin bình x. Nhân với ta được cotan x trừ x trên sin bình x. Câu D. Y bằng sin x trên x cộng x trên sin x. Bây giờ ta sẽ đi tính đạo hàm. Ở đây lại là đạo hàm thương, đúng không? Lại là đạo hàm thương và đạo hàm của sin x thì ta sẽ được mẫu là x bình này. Đầu tiên là mẫu là x bình. Tử số sẽ là cos x nhân x. Rồi trừ đạo hàm của mẫu là 1 nhân sin x. Cộng với một phân thức có mẫu số là sin bình x, tử số là đạo hàm của x bằng 1 nhân sin x. Rồi trừ đi x nhân đạo hàm của sin x tức là cos x. Ta rút x cos x trừ sin x ra ngoài thì ta được bên trong đó là đầu tiên ta được 1 trên x bình trừ đi 1 trên sin bình. Câu E. Y bằng căn của 1 cộng 2 tan x. Ta thấy ngay khi mà lấy đạo hàm, đây là đạo hàm của hàm hợp. FU với U của ta bằng 1 cộng 2 tan x. Như vậy thì ta sẽ được U phẩy. U phẩy của ta là lấy đạo hàm của 1 cộng 2 tan x. Ta sử dụng công thức đạo hàm của tan x bằng 1 trên cos bình x. Như vậy ta được 2 trên cos bình x. Rồi U phẩy trên 2 căn U. 2 căn U tức là 2 căn 1 cộng tan x. 2 tan x. Rồi. Như vậy thì ta được 2 với 2 rút gọn là hết, đúng không? Cos x ta đẩy, cos bình x ta đẩy xuống dưới ta được 1 trên cos bình x nhân 1 cộng 2 tan x. Cos bình x. Câu F. Y bằng sin của căn 1 cộng x bình. Đây cũng là đạo hàm của hàm hợp. Với U của ta bằng căn 1 cộng x bình. Như vậy, khi mà lấy đạo hàm thì ta sẽ được cos của 1 căn 1 cộng x bình nhân với đạo hàm của căn 1 cộng x bình. Ta sẽ được đạo hàm 1 cộng x bình là 2x trên 2 căn 1 cộng x bình bằng cos
căn 1 cộng x bình nhân x trên căn 1 cộng x bình.